Đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về tới nhà là sao? Ông gan lắm. Ông gan lắm rồi, ông ba ơi. Chú Quán ơi, đi đâu mà vậy? Cho ly cà phê đá. Quý khách uống gì? Em mới kêu ly cà phê đá đó. Đi học lớp cũ sẽ gặp người cũ, bạn cũ. Mà gặp bạn cũ thì gặp lại bạn cũ cũng có nghĩa là biết đâu cũng sẽ gặp lại người yêu cũ. Mà người yêu cũ gặp nhau kiểu gì cũng có mấy vụ ôm lại kỷ niệm trong phim hay có nè. Ổng không có khai nhưng đâu có nghĩa là không có, đúng không? Mà không chỉ là một người yêu cũ mà là hai, rồi ba, rồi bốn, rồi cả rõ người yêu cũ. Xong quá chém tình cũ không ru cũng tới, rồi ổng sẽ trời ơi chờ làm gì mà khách chạy một mạch luôn vậy? Ủa khách đâu? Chạy mất tiêu rồi. Sao vậy? Ai biết. Chà làm gì vậy? Làm gì mà cái mặt như ăn cắp tiền của chà rồi. Ông ba. Ông ba chứ ai. Chú Hoàng sao? Ông đi đâu mà chưa thấy về? Ủa, thường ngày chà tâm lý lắm mà. Mấy vụ này chỉ cần gọi điện hỏi một cái thôi, có gì đâu khó khăn. Thì lâu lâu chà cũng phải rớt nhịp tâm lý chút xíu chứ. Anh chắc lại giọng nói quen thuộc. Thuê ba quý khách đang nằm trong vùng phủ mền và ngủ một giấc nhỉ? Hay là có khi nào chú ba Em có tin là em nói một lần nữa ha? Em còn châm dầu vô lửa một lần nữa là tháng này không có tiền lương không ha? Cái ông ba này, ông đi đâu? Ông đi đâu? Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.